Chào mừng quý vị đã đến với phần cuối cùng của Bản tin Thế Giới. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ tăng khiêm tốn vào ngày thứ Ba 24 tháng 12 khi nhà đầu tư hạn chế thực hiện những giao dịch lớn ngay trước thềm Giáng sinh. Kết phiên giao dịch ngày 24 tháng 12, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,39%, S&P 500 tăng 0,29% và Nasdaq tăng 0,16%. Thị trường đóng cửa sớm vào thứ ba và sẽ đóng cửa nghỉ lễ cho tới thứ năm. Khối lượng giao dịch cực kỳ mỏng. Rất nhiều nhà đầu tư đã không còn làm việc trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ lễ. Dù vậy, chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn tăng ở mức kỷ lục. Nhưng do thiếu những chất xúc tác của thị trường, có lẽ mức tăng này sẽ bị kìm hãm trong những ngày tiếp theo. Số liệu cho thấy số đơn đặt hàng tại Mỹ đã tăng 3,5% trong tháng 11. Mức chi tiêu dự trù để mua trang thiết bị cũng tăng ở mức cao trong gần một năm nay. Một báo cáo riêng biệt cũng cho biết doanh số bán nhà giảm trong tháng 11, nhưng doanh số bán nhà trong tháng 10 đạt mốc cao nhất trong vòng hơn 5 năm qua và giá nhà đã hồi phục lại. Nhóm ngành bán lẻ nhận được nhiều quan tâm trong mùa mua sắm lễ hội này. Cố vấn của Target Corp Timothy Bear đã thảo luận với công tố viên chính phủ vào hôm thứ Hai, thể hiện sự lo ngại về kết quả kinh doanh của công ty khi số đơn kiện hạng bán lẻ này đang chất đóng. Chứng khoán châu Á tiếp tục có một phiên giao dịch khởi sắc, đặc biệt là thị trường Nhật Bản và Trung Quốc. Mặc dù vậy, đa phần các chỉ số chính chỉ nhích nhẹ do thị trường đang trong ngày nghỉ lễ. Chốt phiên giao dịch ngày 25 tháng 12, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,76%, Shanghai của Thượng Hải tăng 0,64%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,24% và AS200 của Úc tăng 0,67%. Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei chạm mốc 16.009 điểm, cao hơn cả mốc 16.000 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2007 chỉ số Nikkei đạt thành tích này. Thông tin từ thống đốc ngân hàng trung ương đã giúp tinh thần của nhà đầu tư Nhật Bản đi lên. Ông Haruhiko Kuroda cho biết, lạm phát của nước này nhiều khả năng tăng 1% trong nửa đầu năm 2014, theo đúng kế hoạch của chính phủ. Hiện tại, Nhật Bản đang chờ đợi báo cáo dữ liệu giá cả tiêu dùng sẽ công bố vào cuối tuần này. Cổ phiếu của các hãng xe hơi Nhật đều tăng. Honda Motor tăng 0,1%, Nissan Motor tăng 0 ,4%. Cả hai hãng này đều vừa báo cáo sản lượng cuối năm 2013 tăng lần lượt là 34,5% và 14,9% so với năm 2012. Tại thị trường Trung Quốc, nhà đầu tư đã bất lo về vấn đề thắt chặt thanh khoản, nên trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 12, mọi chuyện diễn ra khá tưng bừng. Chỉ số sang 2 tăng sau khi lãi suất ngắn hạn được nới lỏng trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giải quyết cân hạn tiền mặt của nước này. Ngân hàng Trung ương vừa bơm 4,8 tỷ đô la vào hệ thống tài chính Trung Quốc. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông qua dự thảo ngân sách kỷ lục hơn 95.880 tỷ yên, khoảng 922 tỷ đô la cho năm sau. Thông tin này đã giúp thị trường chứng khoán đạt mốc cao nhất kể từ năm 1972. Đây là kế hoạch ngân sách năm thứ hai kể từ khi ông Abe thắng cử cách đây một năm. Kế hoạch ngân sách này nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhưng ở mức độ vừa phải để thể hiện nỗ lực kiềm chế nợ công, vốn đã gấp đôi nền kinh tế. Kế hoạch ngân sách mới hỗ trợ việc hồi sinh nền kinh tế và tái cơ cấu tài khoá. Mức ngân sách được thông qua là 95.880 tỷ yên, tức là khoảng 922 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2014-2015. Khoảng gần 1 phần 3 ngân sách này sẽ được chi cho quốc phòng, còn chi phí trả nợ chiếm đến gần 1 phần 4. Ngân sách cho các chương trình an sinh như lương hưu, y tế sẽ khoảng 30.000 tỷ yên, chiếm gần một nửa ngân sách. Ngoài ra, 5.970 tỷ Yên sẽ phân bổ chi tiêu vào các dự án công, 5.440 tỷ Yên cho chi tiêu về giáo dục, thúc đẩy khoa học kỹ thuật. Chi tiêu quốc phòng trong năm tài khoá 2014-2015 là gần 4.800 tỷ Yên, tăng 2,2% so với năm nay trong bối cảnh Nhật Bản đẩy mạnh hoạt động giám sát các vùng biển do gia tăng tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng. Quỹ tiền tệ thế giới IMF ước tính thâm hụt tổng ngân sách Nhật Bản đạt 9,5% GDP trong năm 2013 mức cao trong số các nước phát triển và có thể đạt mức 6,8% trong năm 2014, nợ công đã vượt qua mốc 240% GDP và hiện là mức nợ công lớn nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn. Tập đoàn Carlyle đang thỏa thuận mua lại một bộ phận nghiên cứu của hãng Johnson Johnson, thương vụ được dự đoán có giá trị tới 4 tỷ đô la Mỹ. Nguồn tin cho biết theo kế hoạch thì thương vụ sẽ hoàn thành trong vòng 2 tuần tới. Chính xác giá trị thương vụ là bao nhiêu thì không được Carlyle tiết lộ. Cả Carlyle Johnson Johnson và hãng đối thủ Blackstone, một trong những tập đoàn cũng đang có ý muốn mua Johnson Johnson, đều từ chối bình luận. Bộ phận nghiên cứu này của Johnson Johnson chuyên thực hiện các cuộc khảo nghiệm máu, nhóm máu, nghiên cứu về virus như là HIV và hepatitis C. So với các hãng khác như là Roche, Siemens, Abbott, thì phòng nghiên cứu của Johnson Johnson tương đối nhỏ nhưng đóng góp rất nhiều cho hãng này. Đầu năm nay, hãng này hứa sẽ chi thêm tiền để phát triển phòng này, dự kiến mức 1-2 năm. Nhưng cũng giống như các hãng sản xuất thuốc khác, Johnson Johnson đang tính chuyện bán bớt một vài bộ phận trong tập đoàn để chống chọi với tình trạng giảm chi phí, kiềm giá thuốc trên thị trường quốc tế và áp lực tăng chi cho bảo hiểm từ phía chính phủ. Thưa quý vị, thành phố Detroit vừa đạt được thỏa thuận mới trong nỗ lực chấm dứt hợp đồng hoán đổi lãi suất với UBS AG và ngân hàng Bank of America, giảm mức nộp phạt từ mức 230 triệu đô la Mỹ xuống còn 165 triệu đô la Mỹ. Một lần nữa thành phố này cần phải làm thủ tục phá sản mới hoàn tất được vụ dàn xếp này. Phiên điều trần kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2014 và kỳ vọng kết thúc vào cuối tháng. Đây là một bước phát triển quan trọng của thành phố này và cư dân của thành phố. Điều này có nghĩa là đã có thể kêu gọi đầu tư cơ bản cho các dịch vụ công. Để có tiền giải quyết vụ này, thành phố Detroit đã phải vay 350 triệu đô la Mỹ và dùng thêm số tiền của các dự án tài cấu trúc. Tuyên bố hôm nay đã giúp cho Detroit chỉ phải vay mượn 285 triệu đô la Mỹ. Để bảo vệ thành phố khỏi việc lãi suất tăng, thành phố này đã tiến hành các cuộc hoán đổi lãi suất sau cuộc khủng hoảng năm 2008, gây tốn kém 4 triệu đô la Mỹ một tháng kể từ tháng 7 năm 2009. Chấm dứt hợp đồng sẽ giúp giữ nguồn thu thuế từ các sòng bạc. Đây là nguồn thu tốt nhất hiện tại của Detroit. Vụ hoán đổi lãi suất này cũng có liên quan tới lỗ hổng 1,4 tỷ đô la Mỹ quỹ hưu trí của thành phố. Thưa quý vị, tại Nhật Bản, càng ngày càng có nhiều thanh niên không chịu kết hôn vì chưa tìm được công việc ổn định. Khi kinh tế khó khăn, trong bối cảnh đó, các trang mai mối trực tuyến ở đây xuất hiện dày đặc, ăn nên làm ra và phát triển mạnh mẽ. Đây là buổi gặp mặt điển hình của các thành viên trên một website mai mối tại Nhật Bản, nhưng đặc biệt những nam thanh nữ tú có mặt ở đây không phải là người trực tiếp đăng ký, mà chính bố mẹ của họ mới là người chi 150 đô la để con mình tham gia vào hoạt động này. Con trai tôi sống ở nước ngoài nên không có nhiều dịp gặp gỡ phụ nữ Nhật Bản. Tôi nghĩ là mình nên giúp đỡ nó bằng cách này từ nhiều năm nay chuyện kết hôn lập gia đình của giới trẻ nhật bản đã làm dấy lên nhiều lo ngại theo số liệu từ chính phủ số lượng người độc thân tại đây ngày càng tăng cao đặc biệt là ở nam giới tình trạng này kéo dài khiến nhật bản đối mặt với vấn đề dân số già nguyên nhân chủ yếu vì không tìm được việc ổn định nên họ thậm chí còn không hẹn hò chứ chưa nói đến kết hôn Đối với giới trẻ Nhật Bản, chuyện công việc bây giờ rất khắc nghiệt, ngay cả khi tốt nghiệp đại học, nhiều người vẫn không tìm được nghề nghiệp ổn định mà chỉ là tạm thời làm bán thời gian. Trong bối cảnh như vậy, các trang mai mối trên mạng mọc lên như nấm sau cơn mưa, như một giải pháp tạm thời và thu hút được rất nhiều người, mang lại một món lợi nhuận không nhỏ. Song về lâu dài, vẫn cần đến sự can thiệp rõ ràng hơn từ chính phủ nhằm khắc phục thực tế mức cân bằng dân số, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực phát triển kinh tế. Trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 12, giá dầu thô tăng trước những quan ngại về tình hình chiến sự tại Nam Sudan có thể làm giảm sản lượng dầu mỏ. Giá dầu ngọt nhẹ New York vào tháng 2 năm 2014 đã tăng 31 xu, lên mức 99,22 đô la một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 34 xu lên 111,9 đô la Mỹ một thùng. Robert Yauger, giám đốc phụ trách năng lượng tại Mizuho Securities cho biết, Nam Sudan xuất khẩu khoảng 220.000 thùng dầu một ngày sang Nhật Bản, Malaysia và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Yorker, nước này có thể ngưng xuất khẩu dầu vào bất cứ lúc nào. Sau khi giảm mạnh vào cuối mùa thu, giá dầu đã tăng trở lại trong tuần trước khi có những thông tin tích cực về tình hình kinh tế và nguồn cung bất ổn tại Libya. Báo cáo vào ngày 24 tháng 12 về hàng hóa lâu bền và tình hình thị trường nhà đất tại Mỹ đã củng cố thêm niềm tin rằng nền kinh tế đang được cải thiện. Báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu mỏ tại Mỹ sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 12. Theo khảo sát của Wall Street Journal, các nhà phân tích dự báo nguồn cung dầu mỏ tại Mỹ giảm 2,2 triệu thùng. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin FBC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.